thì chúng ta uống vitamin 3B vào lúc nào là hợp lý? Do những tác dụng tuyệt vời của vitamin 3B, nhiều người sử dụng vitamin 3B như là một cái thuốc bổ và họ thích uống lúc nào thì uống. Như vậy sẽ là không đúng. Để có thể phát huy tác dụng tốt nhất, bạn nên uống vitamin 3B vào buổi sáng và trước khi ăn. Vì vitamin 3B này sẽ giúp cho thức ăn được hấp thu tốt hơn và từ đó sẽ khiến cho bạn ăn được nhiều hơn. Còn nếu như mà bạn uống vào buổi tối đấy thì sẽ khiến cho bạn ăn nhiều hơn và bạn sẽ thấy khó chịu hơn. Bởi vì khi mà chúng ta uống vào buổi sáng là lúc mà chúng ta cần nạp năng lượng nhiều hơn cho một ngày. Nên khuyến cáo là các bạn nên uống vitamin 3B vào buổi sáng là điều kiện thích hợp nhất. Ngoài các cái sản phẩm 3B, hiện nay trên thị trường thì còn rất nhiều các cái sản phẩm có thể chứa tới 4 vitamin B hay 6 vitamin B, thậm chí còn có thể tới 9 vitamin B. Cũng là một cách mà các bạn có thể tham khảo cân nhắc để khi sử dụng.